Nam Thư bị cho chèn ép vợ Mạc Văn Khoa, tỏ thái độ khó chịu, đẩy ra khỏi thảm đỏ vì không phải nghệ sĩ. Vào tối ngày 20 tháng 12, sự kiện ra mắt bộ phim có sự tham gia của Nam Thư đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Nam Thư, với vai trò là một thành viên trong dàn cast, đã tổ chức một buổi ra mắt sự kiện với sự quyến rũ và phô diễn trong trang phục táo bạo. Tuy nhiên, một sự kiện nhỏ tại buổi ra mắt đã tạo nên làn sóng tranh cãi trong dư luận. Trong khi chụp hình trên thảm đỏ, Nam Thư có vẻ chèn ép và thể hiện thái độ khó chịu với Thảo Vi, vợ của nam diễn viên Mạc Văn Khoa. Thảo Vi đến sự kiện một mình, không có sự hỗ trợ từ chồng. Trong khi Nam Thư và Thảo Vi đang tạo dáng chụp hình, Nam Thư bất ngờ kéo một người khác vào để chụp cùng, sau đó thậm chí là đẩy Thảo Vi ra khỏi thảm đỏ để chụp riêng với các khách mời của mình. Hình ảnh này khiến dư luận bàn tán xôn xao. Có người cho rằng Nam Thư có thái độ không tôn trọng đối với Thảo Vi, có thể do cô không phải là nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng có thể đây chỉ là một hiểu lầm do góc quay và không gian đông đúc tại sự kiện. Hiện tại, cả Nam Thư và Thảo Vi đều chưa lên tiếng trả lời về sự cố này. Trên trang cá nhân, Nam Thư vẫn chia sẻ những hình ảnh thoải mái cùng Thảo Vi tại sự kiện, chứng minh rằng mối quan hệ giữa họ vẫn bình thường, không có căng thẳng như thông tin trên mạng đồn đoán. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Việt News để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.